Xin chào nhà, nay mình mới về chiếc điện thoại rất là độc. Cái máy này là điện thoại mỏng như kiểu là cái thẻ ATM. Ở đây thì các bạn thấy là có hai màu cho các bạn lựa chọn. Cái máy này lúc là siêu độc luôn, cầm rất là mỏng, nhỏ gọn, mình có thể đút vào túi quần, túi áo đều được. Thậm chí là ví sách của các chị em phụ nữ cũng bỏ rất là tốt. Ở đây thì máy nó độc như này nên là thị trường nó chưa có ai bán, mình trên Google thì mình chưa có ai bán. Máy này thì bên mình đang bán với giá rất là thấp. Các bạn có thể truy cập tới website là alophone.vn để xem. Ở đây thì mình có một cái hộp hàng như này, các bạn nhìn thấy nó như một cái đĩa CD ngày xưa, có hai màu, đó là màu trắng đen, các bạn nhìn thấy nó thiết kế rất là lạ. Ở đây thì nó máy sẽ có tích hợp là có thể gắn sim quay video, và đây là có mạng này, có màn hình là 0.1 inch, có gắn được sim, có kích thước này, có Bluetooth, có SOS hai số. SOS là cái phím màu đây này, các bạn nhìn bấm vào đây nó sẽ gọi gì hai số. Và tiếp theo của nó là pin dung lượng là 360 mAh, dùng thời gian là 5 ngày. Thực tế thì cái máy này bên mình nhập về cũng chắc phải được tầm 15 ngày rồi, nhưng mà bật lên thì máy nào nó cũng có pin. Các bạn nhìn thấy pin nó là rất là nhiều chứ không phải ít nữa. Các bạn nhìn thấy cái pin của nó. Máy này có cái đặc biệt ở đây, nó có cái nút gạt này các bạn này. Cái này nút gạt tắt ngùa, gọi là bất động. Có nghĩa là các bạn gạt lên ấy, thì các bạn muốn làm gì bật nguồn không được, hay muốn làm gì không được, các bạn phải gạt nó xuống thì mới xài được nha. Rồi tiếp theo đó là có USB, sạc USB. Rồi có nhiều thứ tiếng, có màu. Đây có nhiều màu, bên mình hiện tại thì có bán màu trắng đen này và màu đen hoàn toàn thôi, cho nó dễ bán. Ở đây thì nó có hộp, chung là mấy cái này thì đơn giản. Mình sẽ trong cái hộp của nó thì nó lại chỉ có mỗi dây sạc thôi các bạn nha, nó rất là ít đồ. Đây giống như kiểu là một cái đĩa CD ngày xưa ấy. Nó là hộp nhựa này. Đó, đây là một cái máy có dây sạc. Dây sạc này rất tiếc là nó chỉ có một đầu sạc thôi nhá. Mình tưởng bên trong nó có dây sạc của iPhone hay cái gì nữa, chứ không phải. Nó chỉ có một cái dây thôi nha, phụ kiện đó. Rất là hạn chế về phụ kiện. Nhưng mà không sao, cái máy này nó do tính năng của nó độc, nên là cũng người ta cũng không cần dùng nhiều, giống như kiểu tai nghe hay gì chắc cũng không cần. Tai nghe thì nghe, nếu mà hàng này thì loại rẻ thì tai nghe chắc cũng không thể hay được. Ở đây thì mình sẽ có cái máy mỏng để mình đỏ túi quần, túi áo khi đi ra đường, mình đỡ phải cầm cồng cành với điện thoại smartphone bây giờ. Ở đây các bạn nhìn thấy sóng rất là khỏe này, nó có hộp tin nhắn này, có Bluetooth bật sẵn. Ở đây có ngày giờ, nói chung là một cái màn hình nhỏ mà nó thiết kế nó rất là đều và đẹp, cân bằng. Đây là nút menu này, các bạn sẽ vào menu danh bạ, ở đây lưu được 500 số các bạn nha. Các bạn thấy chọn cài đặt danh bạ, trạng thái bộ nhớ sim này, máy là 500, các bạn nhìn thấy máy nhỏ này và bộ nhớ 500. Rồi trở lại cũng có cái phím trở lại này, trung tâm cuộc gọi, tin nhắn, quản lý máy tính, nhạc chuông, cái thứ cài đặt này, cài đặt các bạn thể cài đặt thời gian, ngôn ngữ, nhiều ngôn ngữ khác nhau, cài đặt khác. Tiếp theo đó là cái cài đặt mà quay số, mà SOS hai số đấy, các bạn cài vào. Cái này thì là máy điện thoại cơ bản rồi, nghe gọi rung chuông là mic rồi, Bluetooth kết nối với smartphone này. Hồi vậy đó, máy nó chỉ có chức năng như vậy thôi. Còn ngoài ra thì mình sẽ thử cái loa cho các bạn nghe xem hay không. Loa của nó các bạn thiết kế bên góc bên phải nha, không phải chính giữa nữa. Thiết kế nó độc. Các bạn để như này các bạn đã nghe thấy rồi, nên là cái loa bên trong âm thanh của nó cũng rất là to nha, không có nhỏ đâu. Đó, các bạn để như này các bạn đã nghe được âm thanh của nó rồi. Đây là mình bật loa ngoài này, mình vẫn chưa tìm được ra cái tăng giảm âm lượng. À đây, tăng là lùi lên và tiến xuống nha các bạn nha. Đây là ngoài nó, mình sẽ thử gọi qua cái máy này xem nó có
rung chuông như thế nào. Phím bấm rất là dễ, các bạn thấy điều rất thông minh này, màn hình nhỏ này các bạn bấm bên dưới là xím to, nhưng mà khi các bạn đầy quá nó sẽ đẩy lên trên là nhỏ nhỏ thôi. Rồi bây giờ mình sẽ gọi thử cho cái máy này xem nó rung chuông như nào, có tốt hay không. Máy này thực tế nó cầm rất là nhỏ và rất là khoái. Mình sẽ gọi qua cho cái máy này. Ba số 2 rồi. Mình sẽ gọi thử cho các bạn nghe thử nhạc chuông của nó xem như nào. Cùng chiêm ngưỡng cái vẻ bên ngoài của nó nhé. Đây là cái cuộc gọi của người ta gọi tới thì cái âm thanh sẽ phát ra. Mình sẽ thử cái phần nó rung xem nó như nào. Đổi rung và chuông. Chọn. Rung và chuông. Lưu. Rồi ok. Đây là mình sẽ chỉnh sang cái chế độ rung xem máy nó có tốt hay không. Rung rất là tốt các bạn nha. Các bạn thấy rung cảm giác rất là mạnh. Các bạn hãy đặt mua hàng tại website là alophone.vn. Bên mình có thẻ bảo hành nên các bạn thể liên hệ theo số điện thoại hotline để đặt hàng hoặc đến trực tiếp ở cửa hàng đặt mua. Cảm ơn các bạn quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.